ngày xưa ngày xưa ở một ngôi làng nọ có một ông lão tên hà mã ông có một đứa con trai tuấn tú khôi ngô khỏe mạnh tên là tung thành ông sở hữu một trang trại nuôi hàng trăm con ngựa trong đó có một con ngựa đẹp và quý nhất đàn con ngựa ấy toàn thân màu đỏ rực giống như con xích thố ngày xưa quan công thường cưỡi không biết bao nhiêu quan lại đến đòi mua con ngựa với giá rất cao. Nhưng con ngựa quá quý hiếm nên người ta có trả bao nhiêu tiền, ông cũng không bán. Ông muốn giữ nó lại làm niềm tự hào cho riêng mình. Và đấy cũng là niềm tự hào của cả dòng họ ông. Người đời vốn nghĩ gia đình phải rất tốt mới có thần mã, mới nuôi được thần mã. Riêng đối với ông Hà Mã thì vẫn chưa là gì nên cho dù người ta có đến khen là ngựa đẹp ông cũng chỉ ừ cho qua chuyện mà thôi một sáng thức dậy tự nhiên đầy tớ hốt hoảng đến báo với ông thầy ơi thầy chết rồi con xích thố nhà mình bị mất rồi thế là cả nhà ông cùng họ hàng hốt hoảng lên cả vì con ngựa vốn là niềm tự hào của cả một gia tộc mọi người chia nhau đi tìm tìm mãi mà vẫn không thấy riêng ông lão thì vẫn điềm tĩnh, mất chưa chắc đã là mất. Mọi người nghe xong mới bảo nhau, thôi rồi, chắc là có bà vợ tai quái quá nên ông lão trở thành triết gia rồi. Ông lão có một bà vợ rất hung dữ, suốt ngày đánh chửi chồng tên là Mộ An. Thấy ngựa quý mất mà chồng vẫn bình chân như vậy, bà vợ sốt ruột réo gọi. Ông ơi, đầu óc ông để đi đâu vậy? mọi người đã bổ khắp nơi đi tìm ngựa rồi sao ông vẫn còn ngồi đây nghe vợ sốt sắng ông hà mã bình thản thứ nhất mất chưa chắc đã là mất thứ hai nếu mọi người đã đi tìm rồi thì tôi cần gì phải đi tìm nữa thế nên ông vẫn cứ ung dung như không có chuyện gì xảy ra trong khi người trong nhà ai nấy đều xót xa buồn thảm tin lão hà mã mất ngựa quý lan ra khắp vùng mấy người ghen ghét vợ chồng ông sung sướng đàm tiếu. Con ngựa quý như vậy trời cho lại làm mất, chắc hẳn ăn ở thất đức nên trời không thương. Những người từng đến năn nỉ ông mua ngựa không được cũng lấy làm thích thú. Nỗi đau mất ngựa chưa nguôi thì một buổi sáng, bà Mộ An mặt tươi như hoa chạy vào giường thủ thủy bên tay chồng. "Ông ơi, hóa ra mất không phải là mất ông ạ." À. Ý bà là sao? Ông Hà Mã hỏi giọng còn ngái ngủ. Con xích thố nhà mình, nó đi du hí thôi ông à. Nó còn dẫn về một con ngựa cái tuyệt đẹp kia kìa. Hóa ra đến mùa sinh sản mà trong chuồng ngựa mình không có con nào xứng với nó cả. Thế là nó phá chuồng, chạy vào rừng sâu tìm bạn đời. Ông ra mà xem, chào ôi con ngựa cái mới đẹp làm sao, lông nó trắng như tuyết, chân dài miên man hẳn là chạy nhanh như gió rồi, đúng là hàng độc. Tôi quyết định gọi nó là truy phong rồi đấy. này thì nhà ta lại nở mày nở mặt rồi ông ơi. Vì con xích thố đưa truy phong trở về khiến cả làng cả họ nhà ông Mã, ai nấy đều vui mừng. Có vẻ như niềm tự hào tăng lên gấp đôi khi con truy phong xuất hiện. Khắp làng trên xóm dưới đổ về nhà ông để tận một sở thị đôi sông Mã đẹp như tranh vẽ. Xích thố một màu đỏ rực, truy phong mình trắng như tuyết hai con sống đôi nhau, thật là một cảnh tượng hết sức đẹp mắt. Người làng, người nước, ai nấy nhìn qua, cũng phải thốt lên lời khen ngợi, đến quan lại trong triều, cũng kéo nhau đến xem, và không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của cặp ngựa quý. Những người vốn đã ghen tị với ông lão, này lại chướng tay gây mắt thêm. Có mỗi hai con ngựa thì làm gì cứ rầm rộ lên thế, có cho tôi cũng chẳng thèm còn những người bình thường thì báo nhau. Hóa ra ông này nghiệp tốt rất nhiều nên trời thương, ông ấy chẳng mất gì mà lại được các sức thố lẫn truy phong. Trong khung cảnh nhộn nhịp như vậy, ai cũng nghĩ ông lấy làm tự hào lắm, thì ông lại thản nhiên nói, được chưa chắc đã là được. Về phần mình, bà Mộ An nở mày nở mặt vì cặp ngựa quý, mặc dù bận biệu nhận quà cáp lễ vật từ khách tham quan nhưng bà rất đổi vui mừng. Buổi tối mới rảnh rang một chút, bà Mộ An mới hỏi chồng. Trong khi người nhà ai nấy đều vui như mở hội, tôi thấy ông cứ dững dưng như không. Bây giờ, ông Hà Mã mới thủng thẳng. Để rồi xem, được chưa chắc đã là được. Một thời gian sau, Xích Thố và Truy Phong phối giống để ra một con ngựa con có bộ lông hồng đẹp không thể nghĩ bàn. Chưa từng ai nhìn thấy một con ngựa hiếm như vậy. Đã thế ban đêm, toàn thân con ngựa còn phát ra ánh sáng trắng bạc rất kỳ diệu. Giống ngựa ấy, người ta gọi là Ngọc Dạ Quang, một loại ngựa vô cùng hiếm có trên đời. Tin nhà ông Hà Mã, có ngựa quý Ngọc Dạ Quang truyền đi rất nhanh. Bà tỉnh xung quanh nô nức chưa trảy hội, về nhà ông Hà Mã ngắm Ngọc Dạ Quang. Bà Mộ An thì tha hồ thu tiền vé vào xem triển lãm ngựa, bà tự đắc bảo chồng. Ông thấy chưa, bây giờ thì tôi đã chứng minh cho ông, được chính là được. Ông từng bảo, được chưa chắc là được đúng không, bây giờ ông đã mở mắt ra chưa, chúng ta đã có ngựa truy phong, lại thêm cả ngọc Dạ quan, nên được lại thêm được. Ông lão vẫn không suy suyển gì, ông nói, bà cứ để xem. Ngựa Ngọc Dạ Quang và Tùng Thành cùng lớn lên bên nhau Năm tung thành lên 16 thì con ngựa cũng vừa tròn 5 tuổi. Chúng như hai người bạn thân, lúc nào cũng gắn bó không rời. Mỗi khi tung thành cưỡi con ngọc già quang đi dạo quanh vùng, những cô gái đến tuổi cập kê đều vô cùng ngưỡng mộ. Họ xì xào với nhau. Tùng Thành đã đẹp trai, con nhà quyền quý, lại cưỡi ngọc gia quan, còn ai trong vùng sánh băng. Các cô ngày đêm mơ tưởng đến một ngày Tung Thành cưỡi túng mã ngọc gia quan đến rước mình sau nhiều năm không có biến cố gì một hôm bà mộ an lại lôi chuyện cũ ra nói với hà mã để nhé ông có nói triết lý triết lý cái gì từ hồi con ngựa mất đi rồi quay trở về nhà ta giàu hẳn lên này rồi lại thêm có con ngọc già quan con trai chúng ta mấy năm nữa rồi sẽ được rất nhiều quan lớn trong vùng muốn gả con gái cho em ông thấy chưa được chỉ thêm được hà mã bỏ ngoài tai những lời vợ nói vì có cãi lý mồ an lại cho là cãi vợ lại đánh cho nên thôi chả nói gì nữa cho yên thân một hôm hà mã đang ung dung ngồi uống trà thì bà vợ chạy sầm sầm vào thăng khóc thôi chết rồi ông ơi thằng cu nhà mình thằng tung thành nhà mình nó ngã ngựa rồi gãy chân rồi ngã ngựa gãy chân rồi nếu bình thường nó cưỡi con ngựa khác thì không sao những con ngựa ấy chạy chậm có ngã chắc cũng bình thường thôi đằng này nó lại cưỡi con ngọc dạ quang chạy như gió ấy mà ban ngày thì không nói gì nó lại đi cưỡi con ngọc dạ quang vào ban đêm qua mấy nhà tiểu thư nó chủ quan là con ngựa phát sáng được ai ngờ Ôi trời ơi, sao tôi khổ thế này, giờ thì ngã ngựa gãy chân rồi, thế có khổ không cơ chứ, gãy hẳn cái chân, phải cắt bỏ rồi ông ơi. Ông ông Hà Mã mặt vẫn tỉnh bơ nói, mất chưa chắc đã là mất. Bà Mộ An rầu rĩ thấy chồng nói vậy, bèn quát lớn, sao ông lại nói thế, con thì rõ là mất chân rồi, mà ông còn nói giọng đó được. Nói xong, Mộ An bực mình bỏ đi bà buồn quá, không còn đem trưng bày Ngọc Dạ Quang thu tiền nữa, mà chỉ là chăm sóc cho con. Vào năm ấy, quân Mông Cổ đánh chiếm Trung Quốc, triều đình nhà Tống bị đánh tơi bời, thua liễn xiển. Cuối cùng, triều đình ban chiếu chỉ tổng động viên cả nước, toàn bộ thanh niên trai tráng bất kể là ai, xuất thân thế nào, từ 16 tuổi trở lên đều phải ra trận. Chiếu chỉ được ban ra, tất cả các đàn ông trong vùng, từ thường dân đến con quan đều phải ra trận hết, hầu như là chết cả. Riêng về phần tung thành, vì cục mất một chân nên không bị bắt đi lính. Thế là một cách đường hoàng, tung thành nhẫn nhơ ở nhà hưởng thụ gia tài của bố. Mộ An lại về so tay, nói với Hà Mã. Công nhận, ông thật biết nhìn xa trông rộng. Tung Thành, nó mà không ngã ngựa, quả đấy thì thôi rồi vợ chồng mình lại chẳng mất đứa con duy nhất. Bây giờ nó cứ ở nhà mà hưởng thụ cuộc đời, trong khi tất cả những đứa đồng trang lứa với nó phải ra trận hết. Từ khi bị cục chân, chẳng đứa con gái nào thèm đoái hoài đến tung thành, nhưng giờ thì tốt rồi, cả vùng kiếm đâu ra con trai, đến quan tể tướng cũng muốn gả con gái cho nó đấy ông ạ. hoàng Quan tể tướng thì nhà giàu, quyền uy lắm, nên chắc là mình không từ chối được nhưng mà tôi rất vui vì có ông thông gia tể tướng nhìn bà vợ không giấu nổi về mặt sung sướng ông hà má lại thủng thẳng được chưa chắc đã là được con gái tể tướng tên là ngân hoa vô cùng xinh đẹp nhưng nổi tiếng dữ dằn Mới đầu, quan tể tướng không muốn gả ái nữ cho nhà ông Hà Mã, nhưng suy đi tính lại, tể tướng thấy có mỗi nhà ông này là môn đăng hộ đối nhất, những nhà khác thì trai tráng ra trận chết gần hết rồi, còn lại mỗi ông già, trẻ nhỏ ở nhà. Có mỗi nhà Hà Mã với mộ an có đứa con là Tung Thành. Tuy bị cục chân, nhưng dù sao vẫn thuộc hàng giàu có và quyền quý. Quan trọng nhất, Tung Thành nó vẫn là đàn ông. Quan tể tướng suy nghĩ, đám cưới diễn ra vô cùng linh đình, giết gà, mổ lợn mấy chục ngày đêm liền. Do lấy con gái nhà tỷ tướng nên Tung Thành phải ở rể. Sau đám cưới, Tung Thành tự bị cha mẹ lên kinh thành để sống với vợ chứ không được ở nhà với cha mẹ nữa. Cuộc sống hai vợ chồng lúc bắt đầu vô cùng hạnh phúc, nhà thì giàu, danh tiếng lớn, muốn làm gì cũng được. Thế nhưng, được chưa chắc đã là được. Ban đầu, Tung Thành và Ngân Hoa quấn quýt như đôi uyên ương, nhưng do xuất thân của cả hai đều là cậu ấm cô chiêu, nên mỗi lần cãi cọ, không ai chịu ai. Ngân Hoa nghĩ mình đúng, còn Tung Thành thấy mình oách, thành ra tình cảm vợ chồng cũng theo đó mà rạn nứt. Tung Thành lại trong thế đi ở rễ, nên thành thử lúc nào cũng là người lép vế. Sau chừng năm năm chung sống, Tung Thành chỉ muốn đi tu. Trong kinh thành, có ngôi chùa tên là Bảo Quốc Tự. Mỗi lần chán đời, Tùng Thành lại tìm đến vị đại sư tu hành tinh tấn để giải bày. Trải nghiệm cuộc sống vợ chồng từ lúc còn thằng thăng hoa, mặn nồng đi đến chỗ rạn nứt. Tùng Thành dần dần nhận ra sự vô thường của cuộc đời nên chỉ một lòng hướng Phật. Cho đến một ngày, chàng nặng nặc đòi bố mẹ vợ cho lên chùa đi tu, từ bỏ mọi vinh hoa phú quý, cả người vợ xinh đẹp của mình. Thấy vậy, quan tệ tướng tức giận lắm, ông nghĩ bụng. Còn rể một hai đòi đi tu, chứng tỏ nhà mình phải kinh tởm lắm, như thế còn gì là thể diện. Ông bực tức lắm, mà tung thành lại đi tu rồi, nên cơn thịnh nộ trong lòng tể tướng đổ hết lên đầu bố mẹ chàng. Tể tướng lập mưu tính kế, vù oan cho nhà ông Hà Mã buôn lậu. Gia đình bị tịch thu hết tài sản, hà mã đang từ một người rất giàu bỗng chốc thành kẻ khốn cùng mộ an đến gặp hà mã mếu máu tôi cứ tưởng con mình lấy được quan tể tướng là may ai à dè bây giờ chính vì thế mà mình bị hãm hại mất sạch cả gia tài hà mã điềm nhiên nói mất chưa chắc đã là mất trong họa có phúc, trong phúc có họa, họa phúc luân chuyển và tương sinh. Sự biến đổi ấy ta không thể nhìn thấy ngay được, nhưng ta có thể nhìn ngay thấy hậu quả của nó. Bây giờ, bà Mộ An mới ôm chồng hoa khóc. Mấy chục năm đầu ấp mát kề, vậy mà cho đến lúc gần đất xa trời và khốn cùng nhất tôi mới thấy được khi lấy một chiếc da như ông. Ông Hà Mã nhìn vợ triều mến, được, chưa chắc đã là được câu chuyện kết thúc mà những hình ảnh về đàn ngựa quý, cậu bé tung thành từ lúc lớn lên, trưởng thành, ngã ngựa cục chân, lấy con quan tể tướng, cho đến khi lên chùa đi tu, vẫn cứ hiện hiện trong tâm trí người nghe. Cuộc đời của tung thành hay chính là những thăng trầm của cuộc đời họ đang hiện về trong ký ức lời nhắc của ông Hà Mã dành cho vợ mình hay lời của chính tự tâm họ nhắc về bản chất vô thường của cuộc đời này. Tu sửa lỗi lầm Các quan đại phu thời Xuân Thu, khi quan sát hành vi, lời nói của một người, thường dựa theo đó mà suy đoán về những điều tốt xấu, hỏa phúc của người đó, bao giờ cũng ứng nghiệm cả. Ngày nay, Chúng ta có thể xem lại những việc này trong các sách tả truyện quốc ngữ. Nói chung, điềm báo những điều tốt lành hay tai họa đều khởi lên từ trong tâm người, rồi biểu hiện ra bên ngoài thành hành vi, lời nói. Những người hết sức nhân hậu phóng khoáng, tử tế với người khác, thường được phước lành. Những kẻ hết sức khắc khe hẹp hòi, bạc đãi người khác thường cận kề tai họa người phàm mắt thịt bị nhiều che chướng không nhìn thấy được do đó cho rằng vận số chưa xác định nên không thể suy lường biết được lòng người hết sức chân thành thì phù hợp với đạo trời khi phước lành sắp đến quan sát việc làm thiện của người thì có thể biết trước được khi tai họa sắp xảy ra quan sát việc làm xấu ác của người cũng có thể biết trước. Nay muốn được phước lành, tránh xa tai họa, hãy khoan nói đến việc làm thiện, mà trước tiên là phải lo tu sửa lỗi lầm. Bàn về việc tu sửa lỗi lầm, điều cốt yếu trước tiên là phải khởi tâm biết xấu hổ. Hãy nghĩ đến các bậc hiền thánh từ xưa. Sao cũng là thân người như ta, nhưng lại có thể làm bậc thầy của muôn thuở. Còn ta, vì sao suốt một đời kém cỏi vô dụng như gạch vụn ngói bể ấy chỉ vì ta mê đắm trong tình đời lén lút làm những điều trái nghịch đạo nghĩa lại cho rằng người khác không ai biết nên thản nhiên cao ngạo không chút hổ thẹn ngày sau sa đọa vào loài cầm thú mà không hề tự biết việc đáng xấu hổ trong đời này thật không gì lớn hơn thế nữa mạnh tử nói biết xấu hổ là đức tính quan trọng của con người giữ được tâm tính ấy là thánh hiền đánh mất đi thì chẳng khác gì cầm thú cho nên khởi tâm biết xấu hổ là nền tảng cốt yếu nhất trong việc tu sửa lỗi lầm điều quan trọng tiếp theo là phải biết khởi tâm sợ sệt không dám làm điều sai trái trời đất từ trên soi thấu quỷ thần không dễ dối lừa nay ta làm điều sai trái tuy là ở nơi ẩn khuất không ai thấy biết nhưng trời đất quỷ thần thật soi xét thấy rõ nếu là tội nặng ác sẽ giáng xuống trăm tai ngàn họa nếu là tội nhẹ ắt sẽ hao tổn phước đức hiện có như thế làm sao có thể không lo sợ không chỉ ở nơi vắng vẻ khuất tất là như thế mà giữa những chốn đông người qua lại cũng như thế cho dù ta cố che giấu thật kín đáo biện bạch thật khéo léo nhưng những điều giấu trong gan ruột rồi cũng sẽ sớm lộ ra rốt cuộc cũng không thể tự dối lòng mình đến khi bị người khác phát hiện biết rõ việc xấu mình làm thì nhân cách tự thân thật chẳng đáng một xu như vậy có thể không sợ được sao hơn nữa chỉ cần chúng ta còn một hơi thở thì dù tội lỗi lớn đến đâu cũng có thể hối cải. Xưa có người suốt đời làm việc xấu ác, đến khi sắp chết mới tỉnh ngộ hối lỗi, phát khởi một niệm lành, liền được kết quả tốt đẹp. Cho nên nói rằng, khởi một niệm lành hết sức mạnh mẽ có thể đối trị được những điều xấu ác trong cả trăm năm. Cũng giống như hang sâu tâm tối ngàn năm, chỉ một ngọn đèn vừa chiếu sáng thì bóng tối ngàn năm lập tức bị phá trừ vì thế những việc lỗi lầm bất luận là phạm vào đã lâu hay chỉ mới gần đây phải lấy việc biết tu sửa là điều đáng quý nhất cuộc đời vô thường thân người hết sức mong manh để mất chỉ một hơi thở dừng lại không tiếp nối thì dù muốn hối cải tu sửa cũng không còn kịp nữa khi ấy thì trên chốn dương gian phải cam chịu tiếng xấu ngàn năm cho dù con thảo cháo hiền cũng không thể thay ta rửa sạch lại dưới cõi u minh ắt phải trầm luân ngàn kiếp trong địa ngục cam chịu nghiệp báo cho dù là các vị thánh hiền hay phật bồ tát cũng không thể dẫn dắt cứu ta ra khỏi ôi như thế có thể nào không sợ được sao điều quan trọng thứ ba là phải phát tâm tu sửa thật dũng mãnh. Người đời đa phần không thể tu sửa lỗi lầm vì cứ quen theo nếp cũ mà sa đọa. Chúng ta cần phải phấn chấn mạnh mẽ vươn lên, không được phân vân trì trệ, không được chậm trễ dùng dằn. Đối với lỗi nhỏ nhặt, phải xem như bị gai đâm vào thịt, cần nhanh chóng lấy ra. Đối với lỗi nặng nề nghiêm trọng, phải xem như bị rắn độc cắn vào ngón tay lập tức chặt bỏ không chút chần chừ đó là nói đến lợi ích của sự phát tâm dũng mãnh nhanh chóng như sấm chớp như gió mạnh phát khởi đầy đủ ba tâm niệm như trên biết hổ thẹn biết sợ sệt lỗi lầm và quyết tâm tu sửa thật dũng mãnh thì mỗi khi mắc phải lỗi lầm liền sửa đổi được ngay ví như lớp băng mùa xuân gặp ánh mặt trời lo gì không tan chảy tuy nhiên lỗi lầm xấu ác của con người có thể theo nơi sự việc biểu hiện mà tu sửa cũng có thể dựa trên sự suy xét đạo lý mà tu sửa lại cũng có thể ngay từ trong tâm ý mà tu sửa mỗi phương cách tu sửa như vậy đòi hỏi công phu khác nhau mà hiệu quả cũng khác nhau chẳng hạn như ngày trước thường giết hại sinh mạng nay giữ giới không giết hại hoặc như ngày trước thường nóng giận nay cố ngăn giữ không còn nóng giận những sự tu sửa như thế là theo nơi sự việc biểu hiện mà tu sửa tu sửa theo cách như vậy là cố sức kiềm chế sự việc đã biểu lộ ra bên ngoài nên thật hết sức khó khăn nhưng cội gốc của những lỗi lầm ấy rốt cuộc vẫn còn nguyên đó trừ bỏ nơi này lại nảy sinh nơi khác thật không phải phương cách rốt ráo để tu sửa triệt để mọi lỗi lầm người khéo léo hơn trong việc tu sửa lỗi lầm thì khi sự việc còn chưa biểu lộ ra bên ngoài đã sớm suy xét đạo lý của sự việc ấy chẳng hạn như đối với việc giết hại sinh mạng liền suy xét theo đạo lý rằng trời đất luôn có đức hiếu sinh muôn loài đều tham sống sợ chết nay ta giết hại loài vật để nuôi dưỡng thân mình làm sao có thể tự thấy an ổn trong lòng hơn nữa con vật bị giết kia đã bị đâm chém cắt xẻo rồi lại bị cho vào nồi nước sôi chảo dầu nóng đau đớn thống khổ thấu tận xương tủy ta lại dùng thân xác nó để nuôi dưỡng mình dẫu có bày ra thành trăm món ngon lạ ăn qua khỏi miệng cũng đều tiêu mất trong khi đó chỉ cần canh rau đơn sơ cũng đủ no bụng, vì sao phải giết hại sinh mạng của muôn loài làm tổn hại đến phước đức của mình? Lại suy xét đến việc hết thảy muôn loài có máu thịt, khí chất cũng đều có linh tính tri giác, đã có linh tính tri giác thì đối với loài người chúng ta cũng là cùng một bản thể. Nay tự thân ta đã không thể tu tập thành bậc chí tôn chí đức để muôn loài phải tôn kính gần gũi nương cậy ta lẽ nào lại còn xuống tay giết hại sinh mạng của chúng khiến chúng phải đem lòng oán hận căm thù ta không sao nói hết suy xét được thấu đáo những điều như thế thì khi nhìn thấy món ăn do giết hại mà có ắt phải hết sức đau lòng không thể nào nuốt trôi qua khỏi cổ hoặc như trước đây vốn thường nóng giận liền suy xét rằng đối với người có chỗ cư xử kém cỏi chẳng bằng ta xét về tình thì nên khởi lòng thương xót họ mới đúng đối với người làm việc trái lý lẽ xúc phạm ta thì đó là sai trái của họ nào có liên quan gì đến ta nghĩ như thế thì thấy thật không có gì để giận dữ cả lại suy xét rằng trong thiên hạ chẳng có bậc hào kiệt nào lại tự mãn luôn cho mình là đúng, cũng không có học thuyết nào dạy ta oán ghét người khác. Công danh có điều chưa đạt được, đều là do phước đức tự thân ta chưa tu tập đúng mức, chưa đủ cảm hóa người khác. Ta cần phải lấy những điều đó để tự phản tỉnh, suy xét về bản thân. Như vậy thì khi có người đến phỉ bán, làm nhục, liền xem đó như sự cỏ sát, rèn luyện, giúp đá thô thành ngọc quý. Như thế, ắt phải vui mừng đón nhận, làm sao có thể nổi giận. Hơn thế nữa, nếu ta bị phỉ bán mà không nổi giận, thì những lời xúc phạm ấy, dù có nhiều đến đâu, cũng chỉ như kẻ đốt lửa giữa khoảng không, rốt cuộc cũng phải tự liệm tắt. Bằng như nghe lời phỉ bán mà nổi giận, thì cho dù hết lòng khéo léo biện bạch, cũng chẳng khác nào con tầm mùa xuân nhã tơ làm kén ngày càng tự trói chặt lấy chính mình như vậy sự nóng giận chẳng những là vô ích mà còn gây hại nữa đối với hết thảy những lỗi lầm xấu ác khác cũng đều dựa theo đạo lý mà suy xét như thế nếu sự suy xét đạo lý đã được rõ ràng sáng tỏ thì mọi lỗi lầm xấu ác đều sẽ tự chấm dứt thế nào là tu sửa lỗi lầm ngay từ trong tâm đó là tự xét rằng lỗi lầm xấu ác của con người có vô số nguyên nhân nhưng hết thảy đều do tâm tạo tác nếu trong tâm mình an nhiên bất động thì lỗi lầm dựa vào đâu mà sinh khởi người tu học phương pháp sửa lỗi này đối với những lỗi lầm xấu ác như háo sắc tham danh tham tiền của dễ nóng giận, vân vân. Không cần thiết phải truy đuổi, tìm kiếm, đối trị từng loại. Chỉ cần một lòng chuyên chú làm thiện, lúc nào cũng duy trì ý niệm chân chánh, thì bao nhiêu ý niệm tà vậy, xấu ác, sẽ tự nhiên không thể khởi lên làm ô nhiễm. Ví như khi mặt trời rực sáng giữa không trung, các loài yêu ma quỷ quái, thảy đều trốn mất đây là phương pháp sửa lỗi chân truyền tinh tế nhất mọi lỗi lầm đều do tâm tạo tác nên cũng do nơi tâm mà sửa đổi ví như việc đốn trừ loài cây độc phải trực tiếp chặt phá ngay vào gốc rễ đâu cần phải đốn tỉa từng cành nhánh ngắt bỏ từng chiếc lá nói chung thì phương pháp đối trị lỗi lầm ngay từ trong tâm là vượt trội và hiệu quả hơn hết đang khi tu tập giữ tâm thanh tịnh nếu trong tâm vừa khởi động niệm xấu ác liền tích thời rõ biết rõ biết rồi thì niệm xấu ác đó liền tự nhiên không còn nữa bằng như chưa đủ sức để tu tập theo phương pháp trị tâm thì nên dùng phương pháp suy xét rõ ràng theo đạo lý để trừ bỏ lỗi lầm nếu vẫn chưa đủ sức làm phương pháp suy lý thì nên dùng phương pháp đối trị theo sự việc sai trái đã biểu hiện nếu như sử dụng phương pháp trị tâm cao nhất đồng thời kèm theo những phương pháp còn lại như vậy cũng chẳng có gì sai lầm nhưng nếu chỉ biết sử dụng những phương pháp kém hiệu quả mà không biết đến phương pháp vượt trội hơn thì thật là khờ dại cho nên khi phát nguyện sửa đổi lỗi lầm xấu ác thì giữa nơi sáng rõ nên cầu được bạn tốt nhắc nhở ở chỗ u tối khuất lấp nên nguyện có quỷ thần soi xét chứng minh hết lòng sám hối những tội lỗi đã qua ngày đêm không chút giải đãi buông lung trải qua một tuần hai tuần cho đến một tháng hai tháng ba tháng ắt phải có hiệu quả ứng nghiệm chẳng hạn như cảm thấy tinh thần điềm nhiên thư thái khoáng đạt hoặc cảm thấy như trí tuệ khai mở hốt nhiên sáng suốt, hoặc có những lúc rơi vào cảnh rối ren phiền nhiễu, nhưng cảm xúc, suy nghĩ đều suốt thông, không vướng mắt. Hoặc có những lúc gặp kẻ oán thù, nhưng có thể bình tâm, đổi giận làm vui. Hoặc mơ thấy nô mửa ra vật đen tối. Hoặc mộng thấy các bậc hiền thánh ngày trước, hiện đến dắt dẫn ân cần. Hoặc mơ thấy mình đi lại nhẹ nhàng trên hư không hoặc mộng thấy những thứ như cờ phướng lọng quý đủ mọi cảnh tượng thù thắng tốt đẹp hết thảy những điều như thế đều là biểu hiện của việc đã dứt trừ được lỗi lầm xấu ác tuy nhiên không được bám chấp vào những thành tựu như thế mà vội khởi tâm cao ngạo tự mãn vì như thế sẽ ngăn trở ta không thể tiến bộ thêm nữa Xưa có người tên Cừ Bá Ngọc, khoảng năm 20 tuổi, đã thấy rõ được những lỗi lầm xấu ác trước đây của mình và dứt trừ sửa đổi được hết thảy. Sang đến năm 21 tuổi, mới biết những sự cải hối trước đây của mình thật ra vẫn chưa dứt hết được lỗi lầm. Sang năm 22 tuổi, thì ông nhìn lại năm 21 tuổi, quan sát những việc đã qua như trong giấc mộng, lại tiếp tục sửa lỗi. Cứ như thế, năm này sang năm khác, ông vẫn kiên trì tuần tự sửa lỗi. Cho đến năm 50 tuổi, vẫn còn nhìn lại thấy được lỗi lầm của năm 49 tuổi. Việc học sửa lỗi của người xưa là như thế. Chúng ta đều là những kẻ phàm tục tâm thường, những điều lỗi lầm xấu ác tích tụ dẫy đầy không kể xiết. Thế mà khi nhìn lại những việc đã qua, lại thường chẳng thấy được lỗi lầm chi cả. Ấy là bởi tâm mê muội nên mắt bị che mờ tuy nhiên con người khi lỗi lầm xấu ác quá sâu nặng cũng có những biểu hiện có thể thấy được chẳng hạn như tinh thần u ám bế tắc nói trước quên sau hoặc không duyên cớ gì nhưng trong tâm tâm vẫn thường phiền não bực dọc hoặc đối diện với người hiền lương quân tử thì cảm thấy hổ thẹn ngượng ngùng hoặc được nghe những lời bàn luận chân chánh nhưng lại không vui thích, hoặc thường bị rơi vào cảnh làm ơn mắc oán, hoặc đêm nằm mộng thấy những chuyện điên đảo trái nghịch. Nếu nặng nề quá, có thể sinh ra nói năng lộn xộn, tâm thần bất định. Hết thảy những điều như vậy đều là biểu hiện của việc làm xấu ác. Nếu thấy có một trong những biểu hiện như thế, thì phải lập tức phát tâm mạnh mẽ phấn chấn, quyết lòng dứt bỏ lỗi cũ, dựng xây đời mới mong sao người đọc hiểu đúng được những điều như trên để không tự dối mình điều lành Kinh dịch nói Nhà nào tích chứa điều lành ắt có thừa niềm vui Thuở xưa Họ nhan mang con gái Gã cho thúc lương hột Vì xét thấy tổ tiên nhiều đời Của ông này từng tạo nhiều phước đức Do đó Tin chắc rằng Con cháu về sau ắt phải được hưng thịnh tốt đẹp đức khổng tử khi ngợi khen vua thuấn là bậc đại hiếu có nói rằng tông miếu tổ tiên được thờ kính con cháu nhiều đời gìn giữ phước lành những lời như thế đều là sự luận giải rốt ráo rõ ràng nay ta lại thử đem những chuyện có thật đã qua để chứng minh cho lập luận này quan thiếu sư họ dương tên vinh quê ở huyện kiến ninh tổ tiên nhiều đời làm nghề chèo thuyền đưa người sang sông để sinh sống gặp lúc trời mưa lâu nước sông suối dâng cao dòng chảy rất xiết cuốn trôi cả những vùng dân cư người chết đuối cứ theo dòng sông mà trôi xuống những thuyền khác đều tranh nhau vớt lấy tài sản quý giá trôi trên sông chỉ riêng ông cố và ông nội của thiếu sư hai người đều hết sức lo việc cứu người. Hoàn toàn không vớt lấy một chút tài vật nào. Người trong làng đều cười chê họ là ngu dại. Đến khi cha của thiếu sư ra đời, gia đình dần dần khá giả lên. Bỗng có vị thần hóa hình thành một đạo nhân đến bảo người nhà rằng Tổ phụ các người có âm đức lớn, con cháu sẽ được giàu có vinh hiển nên cải tán mộ tổ phụ vào chỗ đất này nói rồi chỉ cho một chỗ đất người nhà y theo chỉ dẫn của đạo nhân mà cải tán chỗ ấy sau này các thầy địa lý đều gọi là gò bạch thố về sau sinh ra thiếu sư còn nhỏ tuổi đã thi cử đỗ đạt làm quan tước vị lên đến tam công ông cố và ông nội của thiếu sư đều được triều đình truy tặng quan tước như vậy con cháu về sau đều được hưng thịnh tốt đẹp cho đến nay vẫn còn nhiều người hiền đức dương tự trừng người huyện ngân ban đầu vốn chỉ là một viên thư lại trong nha huyện luôn giữ lòng nhân hậu thi hành pháp luật một cách công bình quan huyện khi ấy là người nghiêm khắc một hôm tùy tiện dùng roi đánh một người tù đến nỗi máu chảy đầy sân mà vẫn chưa hết cơn giận họ dương quỳ xuống xin tha quan huyện nói người này vi phạm pháp luật làm trái đạo lý ta làm sao có thể không tức giận tự trần khấu đầu thưa rằng tăng tử có nói bề trên lỗi đạo dân chúng phóng túng buông thả đã lâu như hiểu được tình cảm đó thì khi xét xử tội trạng nên thương xót họ chớ lấy việc trừng phạt được tội ác làm vui theo như lời ấy thì vui còn không được huống chi lại nổi giận quan huyện nghe lời ấy rồi liền thôi không giận nữa nhà tự trừng rất nghèo nhưng có ai mang quà biếu đến đều tuyệt đối không nhận gặp lúc thiếu lương thực tù nhân phải chịu đói ông thường tìm đủ mọi cách để có cho họ ăn ngày kia có thêm một số tù nhân mới được giải đến đang đợi cho ăn gặp lúc nhà ông đã gần hết gạo nếu mang cấp cho tù nhân thì cả nhà phải chịu đói nếu giữ gạo lại ăn thì những người tù kia thật đáng thương ông liền đem việc ấy bàn với vợ vợ ông hỏi những người tù ấy từ đâu chuyển đến ông đáp từ hàng châu đến dọc đường đã phải chịu đói rất lâu thấy rõ sắc mặt xanh lè nhân đó vợ chồng ông liền lấy hết số gạo còn lại trong nhà nấu cháo mang đến cho tù nhân ăn về sau ông sinh được hai người con trai con trưởng là dương thủ trần con thứ là dương thủ chỉ cả hai đều làm quan lại bộ thị lan ở hai vùng nam kinh và bắc kinh lại có hai người cháu nội cháu lớn làm quan đến chức hình bộ thị lan cháu nhỏ làm quan liêm hiến ở tỉnh tứ xuyên đều là những vị quan có danh tiếng ngày nay các ông sở đình đức chính đều là con cháu của dương tự trừng trong khoảng niên hiệu chính thống đặng mậu thất cầm đầu nổi loạn ở phúc kiến những kẻ có học và dân thường cùng theo hưởng ứng rất đông triều đình cử quan đô hiến là trương giai từ huyện ngân kéo quân về phía nam để chinh phạt trương đô hiến dùng mưu bắt được giặc loạn sau đó liền cử viên đô sự họ tạ thuộc bố chánh ti của tỉnh phúc kiến đi truy lùng bắt giết những kẻ theo giặc loạn tạ đô sự cố sức điều tra được danh sách những người đã theo giặc sau đó, đối với những gia đình nào không có tên trong danh sách, liền kính đáo sai người đến trao cho một lá cờ nhỏ bằng vải trắng, dặn họ vào ngày quân binh truy quét thì cắm lá cờ ấy trước cửa. Tạ Đô Sự lại nghiêm cấm quân lính không được giết người bừa bãi, nhờ vậy mà cứu sống được đến hàng vạn người không phải chết oan. Về sau, con trai của Tạ Đô Sự là Tạ Thiên thi đổ trạng nguyên, làm quan đến chức tể tướng. Cháu nội là tạ phi, cũng đổ thám hoa. Ở huyện Bồ Điền, thuộc tỉnh Phúc Kiến, có nhà họ Lâm. Đời trước, có một lão bà ưa thích làm điều thiện, thường làm bánh bột gạo rồi đem bố thí cho người. Ai đến xin cũng cho, không chút phiền hà, có một vị tiên hóa hình làm đạo nhân sáng nào cũng đến xin đến sáu bảy cái bánh lão bà ngày nào cũng đưa cho trải qua ba năm đều đặn như vậy vị tiên thấy được tấm lòng chân thành của bà rồi liền nói ta ăn bánh của bà đã ba năm biết làm sao đền đáp sau nhà bà có một chỗ đất khi nào bà mất đi dặn trước người nhà hãy chôn cất bà nơi ấy con cháu về sau sẽ được hưởng quan tước nhiều như số hạt mè trong một thăng mè. Người con trai theo lời mẹ dặn, chôn cất lão bà nơi chỗ đất ấy. Ngay đời sau đó, đã có chín người đổ đạt. Trải qua nhiều đời sau nữa, thì những người quyền quý quan tước trong họ ấy rất nhiều. Tỉnh Phúc Kiến có lưu truyền câu tục ngữ rằng, không có họ lâm thì không lập được bản vàng. Ý nói không một khoa thi nào lại không có người họ lâm đổ đạt. Cha của quan Thái Sử Phùng Trác Am khi còn học ở trường huyện, vào một ngày mùa đông cực kỳ rét buốt, dậy sớm đến trường học. Giữa đường bỗng nhìn thấy một người bị ngã nằm trong đống tuyết. Đến sờ vào thì thấy đã bị tê cứng đến nửa người rồi ông liền cởi chiếc áo ấm đang mặc ra đắp cho người ấy rồi đưa về nhà cứu sống sau đó ông mộng thấy một vị thần bảo rằng ông cứu được một mạng người có tâm chí thành nay ta sai hàng kỳ đến làm con ông nhân đó nên đến khi con trai liền đặt tên là phùng kỳ sao mới lấy hiệu là Trác Am. Quan Thượng Thư Họ Ưng, người Đài Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang, thuở còn thanh niên học tập trong vùng núi. Ban đêm có bọn ma quỷ tụ tập kêu rú, thường khiến mọi người kinh sợ, nhưng riêng ông không chút sợ sệt. Một đêm nọ, ông nghe tiếng quỷ nói. Có một phụ nữ kia vì chồng đi xa đã lâu không về cha mẹ chồng nghĩ là con mình đã chết nên ép cô ấy phải lấy chồng khác cô ấy không chịu nên đêm mai sẽ thắt cổ tự tử ở nơi ấy vậy là ta có người thế thân rồi họ ưng nghe biết được tên người phụ nữ trong câu chuyện liền ngầm bán ruộng nhà được bốn lượng bạc rồi viết một bức thư giả làm thư của người chồng gửi về nhà kèm theo cả bốn lượng bạc cha mẹ chồng của người phụ nữ kia được thư xem chữ viết không phải của con mình nên nghi ngờ nhưng rồi lại nghĩ thư có thể giả nhưng tiền làm sao giả được vì thế họ cho rằng con mình vẫn bình an không xảy ra chuyện gì người phụ nữ kia nhờ vậy không bị ép lấy chồng khác về sau người chồng quay về vợ chồng lại được đoàn tụ như xưa một đêm họ ưng lại nghe quỷ nói với nhau ta đã sắp có người thế thân chỉ do gã tú tài này phá hỏng chuyện của ta có con quỷ gần đó hỏi sao mày không hại nó quỷ kia đáp rằng thượng đế thấy người này tâm địa tốt lành nên đã truyền lệnh ghi âm đức cho ông ta sau này sẽ làm quan thượng thư tao làm sao có thể hại được họ ưng nghe như vậy càng thêm nỗ lực, việc thiện ngày càng làm được nhiều hơn, phước đức càng thêm sâu dày. Gặp năm mất mùa đói kém, ông liền mang gạo của nhà ra cứu giúp cho người đói. Gặp người thân thích có việc nguy cấp, ông liền ân cần giúp đỡ họ vượt qua. Gặp những hoàn cảnh trái nghịch, ông thường quay lại tự xét lỗi mình rồi vui vẻ chấp nhận. Con cháu của ông đổ đạt thành danh, tính đến nay số lượng rất nhiều huyện thường thục thuộc tỉnh giang tô có người tên từ thức hiệu phượng trúc cha ông vốn là người giàu có gặp một năm mất mùa đói kém cha ông là người trước tiên trong toàn huyện đề xướng việc hủy bỏ không thu tô của nông dân sau đó lại mang lúa gạo trong nhà ra phân phát cứu giúp người đói thiếu đến đêm nghe tiếng quỷ thần nơi cửa trước hô to rằng ngàn vạn lần quyết không lừa dối tú tài nhà họ từ sẽ đổ cử nhân nhiều đêm liên tiếp đều nghe tiếng hô to như vậy năm ấy phượng trúc dự kỳ thi hương quả nhiên đổ cử nhân cha ông nhân đó càng nỗ lực làm thiện ngày càng nhiều hơn không chút biến trễ những việc như tu sửa cầu đường, cúng dường trai tăng, cứu giúp người nghèo đói, cho đến hết thảy những việc mang lại lợi ích cho người khác, ông đều cố hết sức làm. Về sau, lại nghe tiếng quỷ thần hô to nơi cửa trước rằng, ngàn vạn lần quyết không lừa dối, cử nhân nhà họ từ sẽ làm quan đến chức đô đường. Về sau, Phượng Trúc quả nhiên làm quan đến chức tuần phủ lưỡng chiếc có viên chủ sự bộ hình tên đồ khang hy là người quê ở phủ gia hưng thuộc tỉnh chiết giang một đêm nọ ông vào trong ngục thận trọng tra hỏi tỉ mỉ trường hợp của từng người tù qua đó phát hiện được một số người vô tội ông không lấy đó làm công lao của riêng mình liền bí mật viết hết lời khai của các tù nhân thành văn bản trình lên quan thượng thư bộ hình sáng sớm hôm sau khi xét xử tội nhân quan thượng thư dựa theo những lời ông đã báo lên mà tra hỏi hết thảy tù nhân đều khâm phục nhận chịu nhờ đó làm rõ và phóng thích được hơn 10 người bị oan bấy giờ qua sự việc ấy dân chúng ở kinh đô đều ca tụng quan thượng thư là người sáng suốt đồ khang hy lại thưa với quan thượng thư rằng ngay ở chúng kinh thành mà còn có nhiều người dân bị oan ức. Dân chúng bốn phương số nhiều đến hàng triệu người, lẽ nào lại không có những kẻ bị oan? Vì thế, cứ năm năm một lần, triều đình nên cử một vị quan giảm hình về các địa phương tra xét sự thật các vụ án để phán xử lại cho công bằng. Quan thượng thư trình tấu đề nghị ấy lên triều đình, được chuẩn y bấy giờ đồ khang hy cũng được đề cử làm một trong số các quan giảm hình đêm nọ đồ khang hy mộng thấy một vị thần bảo rằng mạng số của ông vốn không có con nay ông đề nghị việc giảm hình rất hợp lòng trời ngọc đế ban cho ông ba người con về sau đều sẽ được áo tía đai vàng đêm ấy vợ ông có thai rồi sinh ra con trai là Đồ Ứng Huân. Sao lại sinh được Đồ Ứng Khôn, Đồ Ứng Tuấn? Cả ba người con ấy, sao đều được quan tước hiển vinh? Phủ Gia Hưng thuộc tỉnh Chiết Giang, có người tên Bao Bằng, tự là Tính Chi. Cha ông làm quan thái thú Trì Dương, sinh được bảy người con. Bao Bằng là con út làm trễ nhà họ viên ở huyện Bình Hồ, cũng thuộc phủ Gia Hưng. Ông bao bằng với cha tôi có giao tình hết sức thân mật. Ông học trọng tài cao, nhưng đi thi nhiều lần không đổ, liền quay sang chú tâm vào Phật học và lão học. Một hôm, ông dạo chơi ở Mão Hồ về phương Đông, bỗng gặp một ngôi chùa làng có pho tượng quán âm, đứng trong chùa mà bị nước dột thấm ướt hết. Ông lục trong túi còn được mười lượng bạc, liền trao hết cho thầy trụ trì để tu sửa mái chùa. Thầy trụ trì nói việc này tốn kém nhiều, mà tiền như vậy quá ít, e không thể làm được. Bao bằng liền lấy ra bốn sắp vải tùng, lại soát trong rương hành lý, được bảy cái áo vải kép loại tốt, chỉ vừa mới mua, liền trao tất cả cho thầy trụ trì. Người hầu có ý ngăn cản, bao bằng liền nói. Chỉ cần Thánh Thượng Bồ Tát không bị hư hoại, ta dù không mặc áo cũng chẳng hề gì. Thầy trụ trì cảm động rơi nước mắt, nói. Đem tiền vải, áo cúng dường cũng không phải việc khó làm, nhưng tâm trí thành như ông thật không dễ có. Khi việc tu sửa ngôi chùa đã hoàn thành, bao bằng lại đưa cha mình cùng đi đến viếng chùa, nghỉ đêm lại đó. Ông mộng thấy có vị hộ pháp đến cảm tạ và nói, Con ông sẽ được hưởng lộc ở đời. Về sau, con trai ông là bao biện, cháu nội là bao sanh phương, đều đổ đạt làm quan vinh hiển. Huyện Gia Thiện thuộc tỉnh Chiết Giang, có người tên Chi Lập, cha ông trước đây là một viên thư lại giúp việc hình án trong huyện có người tù vô tội nhưng bị hãm hại phải chịu tội tử hình ông thấy vậy thương xót muốn tìm cách xin cho được sống người tù nhân lúc vợ vào thăm nói với vợ rằng ông chi có lòng tốt cứu giúp tôi thật hổ thẹn không biết lấy gì báo đáp ngày mai nàng hãy mời ông ấy đến nhà chơi xin được đem thân hầu hạ chăn gối nếu ông ấy chấp nhận thì tôi có thể giữ được mạng sống người vợ khóc mà vâng lời hôm sau khi ông chi đến nhà người vợ tự mình ra hầu rượu nói rõ ý chồng mình ông chi không chấp nhận nhưng sau đó vẫn đem hết sức lo liệu sự việc khi người tù được tha vợ chồng cùng đến nhà ông bái tạ rồi nói ân đức của ông thật trên đời hiếm có. Nay biết ông không có con, chúng tôi có đứa con gái vừa lớn, xin cho được theo làm hầu thiếp lo liệu việc nhà. Như vậy cũng là theo đúng lễ nghi. Ông chi liền lo đủ lễ vật mà cưới về. Sao sinh ra chi lập, hai mươi tuổi đã thi đổ đầu bản, sao làm quan đến chức khổng mục trong hàng lâm viện? Chi lập sinh con là chi cao. Chi cao sinh ra chi lộc đều đổ cử nhân, học vấn uyên bác. Chi lộc lại sinh ra chi đại luân, thi đổ tiến sĩ. Mười trường hợp vừa kể trên, việc làm của mỗi người đều khác biệt, nhưng giống nhau ở một điểm. Tất cả đều là việc thiện. Tuy nhiên, xét đến chỗ tinh yếu cặn kẽ mà nói, thì việc làm thiện còn có phân ra chân thật khác với giả dối, ngay thẳng khác với tà vậy. Tích âm đức khác với tạo phước ở đời, đúng đắn khác với sai lầm, lệch lạc khác với chính đáng, một phần khác với trọn vẹn, lớn lao khác với nhỏ nhặt, khó khăn khác với dễ dàng. Hết thảy đều nên luận xét đến chỗ sâu xa nếu làm việc thiện mà không thấu hiểu cặn kẽ đạo lý ắt có khi tưởng mình đang làm việc thiện mà không biết đó là tạo nghiệp xấu như vậy thì khổ nhọc tâm trí cũng chỉ là uổng phí chẳng được ích lợi gì như thế nào là chân thật khác với giả dối xưa có một nhóm các nho sinh đến tham vấn hòa thượng trung phong thưa hỏi rằng nhà phật đưa ra thuyết nhân quả báo ứng như bóng theo hình nhưng nay thấy người kia làm việc thiện mà con cháu không được hưng thịnh lại thấy người nọ làm việc ác mà con cháu họ sung túc thịnh vượng như vậy thuyết của nhà phật thật chẳng lấy gì để làm bằng cứ cả hòa thượng trung phong đáp khi cảm xúc trần tục chưa dứt sạch thì con mắt chân chánh chưa thể khai mở đối với việc thiện mà xem là ác đối với việc ác lại xem là thiện những việc như thế rất thường gặp sao các ông không tự trách chỗ thấy biết điên đảo sai lầm của mình mà ngược lại quán trách sự báo ứng của đạo trời cho là sai lệch các nho sinh liền hỏi thiện và ác là hai điều trái ngược nhau sao có thể nhận biết điên đảo như thầy nói hòa thượng liền bảo họ mỗi người hãy đưa ra sự mô tả để phân biệt thiện ác một người nói mắng nhiếc nhục mạ người khác là ác cung kính lễ phép với người khác là thiện hòa thượng trung phong nói chưa hẳn đã là như vậy một người khác nói tham muốn tiền của làm bậy để lấy của người khác là ác ngay thẳng thanh bạch không lừa gạt lấy của người khác là thiện hòa thượng trung phong lại nói chưa hẳn đã là như vậy mỗi người trong nhóm nho sinh đều nói ra cách hiểu của mình hòa thượng trung phong đều bảo là chưa đúng cuối cùng cả nhóm cùng thưa thỉnh ngài nói ra lý lẽ đúng thật hòa thượng bảo họ việc làm mang lại lợi ích cho người khác đó gọi là thiện việc làm chỉ mưu lợi ích riêng cho bản thân mình đó gọi là ác nếu có thể mang lại lợi ích cho người thì việc mắng nhiếc nhục mạ người cũng đều là thiện nếu chỉ vì lợi ích riêng tư cho bản thân mình thì việc cung kính lễ phép với người khác cũng đều là ác vì thế người làm việc thiện lấy sự lợi ích cho người khác làm việc chung thì việc chung ấy là chân thật xem lợi ích của bản thân mình là việc riêng tư việc mưu lợi riêng tư ấy ắt là giả dối làm việc thiện xuất phát từ tâm chân thành là chân thật không xuất phát từ bản tâm chỉ bắt chước làm theo là giả dối làm việc thiện mà hoàn toàn không vướng chấp vào hình tướng là chân thật vướng mắt nơi hình tướng phân biệt là giả dối đối với hết hết thảy những việc tương tự khác các ông đều nên dựa theo các nguyên tắc nêu trên mà tự mình khảo xét phân biệt giữa thiện hay ác chân thật hay giả dối như thế nào là ngay thẳng khác với tà vậy người đời nay thấy những kẻ thật thà dễ sai bảo thì xem đó là người hiền lành mà chọn dùng bậc thánh nhân xưa kia thà chọn dùng những người có chí khí hướng thiện hoặc có quyết tâm không làm việc ác với những kẻ thật thà dễ sai bảo tuy ở trong một thôn xóm thì có thể xem là tốt nhưng đối với nền đạo đức chung thì đó là những kẻ gây tổn hại vì chỉ biết thuận theo thế tục chứ không hề có ý chí hướng thiện cho nên cách phân biệt thiện ác của người thế tục đem so với bậc thánh nhân rõ ràng có sự trái ngược nhau từ đó mà suy ra hết thảy những sự lựa chọn yêu ghét lấy bỏ của người đời cũng đều có sai lầm sự phân biệt những điều phước thiện hay tà ác họa hại của quỷ thần cũng đều tương đồng với sự phân biệt những điều đúng đắn hay sai lầm của bậc thánh nhân nhưng lại khác biệt với những sự phân biệt yêu ghét lấy bỏ của người đời vì thế nếu muốn làm thiện tích đức chắc chắn không thể tùy theo những điều tai nghe mắt thấy của riêng mình mà phải xuất phát từ cội nguồn sâu thẳm kín đáo trong tâm âm thầm tu sửa gột rửa dứt sạch mọi điều tà vậy nếu chỉ còn duy nhất một tâm nguyện cứu người giúp đời đó là làm thiện một cách ngay thẳng chỉ cần khởi lên một mảy may tâm niệm dối người gạt đời ắt đó là làm thiện một cách tà vậy nếu chỉ duy nhất một tâm nguyện thương người yêu đời đó là ngay thẳng chỉ cần khởi lên một mảy may tâm niệm giận người hận đời ắt đó là tà vậy nếu chỉ duy nhất một tâm nguyện cung kính người khác đó là ngay thẳng chỉ cần khởi lên một mảy may tâm niệm bẩn cợt, ác đó là tà vậy, những lý lẽ phân biệt như thế đều nên phân tích khảo xét cho thật kỹ lưỡng. Như thế nào là tích âm đức khác với tạo phước ở đời? Những việc thiện mà người đời thấy biết được đó là tạo phước ở đời, những việc thiện mà người đời không hay biết đó là tích âm đức tích âm đức thì được trời báo đáp còn tạo phước ở đời thì được hưởng tiếng tốt tiếng tốt đó cũng là phước báo vậy nhưng danh tiếng vốn là chỗ đối kỵ với lẽ tự nhiên của tạo vật người nào được thọ hưởng danh tiếng tốt đẹp mà không thực xứng đáng thì đa phần đều phải chuốc lấy tai họa người nào không có lỗi lầm xấu ác gì mà phải oan ức nhận lấy tiếng xấu thì con cháu lại thường được nhanh chóng phát đạt sự khác biệt giữa tích âm đức với tạo phước ở đời thật hết sức tinh tế nhỏ nhặt khó thấy như thế nào là đúng đắn khác với sai lầm nước lỗ vào thời xuân thu có luật định rằng người nước lỗ khi bỏ tiền ra để chuột dân nước lỗ bị bắt làm nô lệ từ các nước chư hầu khác về đều có thể đến quan phủ địa phương nhận lại số tiền đó tử cống chuột người về nhưng không chịu nhận lại tiền khổng tử biết chuyện liền chê trách nói trò tứ làm sai rồi bậc thánh nhân làm việc gì đều nhắm đến việc sửa đổi phong tục tập quán cho tốt hơn để dẫn dắt dạy dỗ người đời những điều có thể làm được chứ không chỉ riêng tự thân mình làm. Này ở nước lỗ rất ít người giàu có, đa số là dân nghèo. Nếu chuột người về rồi nhận lại tiền mà xem là không liêm khiết thì làm sao tiếp tục chuột người khác nữa? Từ nay về sau, e rằng sẽ không còn ai chuột dân lỗ bị bắt làm nô lệ ở các nước khác về nữa rồi lại khi tử lộ cứu sống một người suýt chết đuối người ấy mang một con trâu đến tạ ơn tử lộ nhận lấy khổng tử biết chuyện vui mừng nói từ nay nước lỗ ắt sẽ có nhiều kẻ dám liều mình cứu người chết đuối nếu theo cách nhìn của người thế tục thì tử cống chuột người mà không nhận lại tiền là tốt còn tử lộ cứu người mà nhận trâu là xấu Thế nhưng, Khổng Tử lại khen Tử Lộ mà chê Tử Cống, cho nên biết rằng việc làm thiện không xét theo sự việc đang xảy ra mà phải xét đến những ảnh hưởng lan rộng ngấm ngầm theo sau sự việc ấy, không xét theo hiện tại nhất thời mà phải xét về tác động lâu dài, không xét riêng một người mà phải xét đến ảnh hưởng đối với nhiều người. Nếu việc đang làm tuy là việc thiện nhưng ảnh hưởng lan rộng có hại cho người khác thì việc ấy tuy có vẻ như thiện nhưng kỳ thật lại là sai lầm nếu việc đang làm tuy là bất thiện nhưng ảnh hưởng lan rộng có thể cứu giúp người khác thì việc ấy tuy có vẻ như bất thiện nhưng kỳ thật lại là đúng đắn ở đây lấy riêng một ý tiêu biểu là thiện và bất thiện mà luận giải còn những ý nghĩa khác như việc làm hợp đạo nghĩa lại giống như phi nghĩa, việc làm đúng lễ giáo lại giống như trái lễ, việc làm giữ đúng chữ tính lại giống như bất tính, việc làm từ ái lại giống như không có lòng từ, hết thảy đều nên phân biệt chọn lựa cho rõ ràng. Như thế nào là lệch lạc khác với chính đáng? Tể tướng Lã Văn Ý khi mới từ quan về quê dân chúng khắp nơi trong nước đều hết lòng kính ngưỡng xem như núi thái sơn như sao bắt đẩu có một người cùng làng uống rượu say mắng chửi ông ông không giận nói với người hầu rằng người ấy say rồi đừng so đo với hắn rồi đóng cửa lại không quan tâm đến qua năm sau người ấy phạm tội tử hình bị giam vào ngục lã văn ý biết chuyện lấy làm hối hận nói phải chi hồi đó ta có chút lưu tâm việc sai trái của hắn bắt giao cho quan phủ trị tội ắt là hắn phải chịu sự trừng phạt nhỏ mà có thể ngăn ngừa được tội ác lớn ta khi ấy chỉ muốn giữ lòng nhân hậu không ngờ lại nuôi dưỡng cái ác của kẻ ấy cho đến nỗi thành ra sự việc như hôm nay đó là có lòng lành nhưng lại thành ra làm việc xấu lại có trường hợp khởi tâm xấu ác nhưng lại làm được việc tốt lành như có nhà kia hết sức giàu có gặp năm mất mùa đói kém có đám dân cùng khốn cướp lúa thóc nơi chợ búa ngay giữa ban ngày báo lên quan huyện nhưng quan huyện không giải quyết những người kia thấy vậy lại càng phóng túng hơn cuối cùng nhà giàu ấy liền tự ý bắt giam những kẻ cướp nhờ vậy dân chúng mới được yên ổn nếu không làm thế ắt cả vùng đều loạn cả cho nên làm việc thiện là chính đáng làm việc xấu ác là lệch lạc điều ấy thì ai cũng biết nhưng khởi tâm thiện mà làm thành việc xấu ác ấy là trong chỗ chính đáng mà thành lệch lạc khởi tâm ác mà làm thành việc thiện ấy là trong chỗ lệch lạc mà thành chính đáng những điều như thế không thể không suy xét rõ như thế nào là một phần khác với trọn vẹn kinh dịch nói điều thiện không tích chứa thì không đủ tạo thành danh thơm tiếng tốt điều xấu ác không tích chứa thì không đủ gây thành họa diệt thân kinh thư nói tội ác của nhà thương như tiền sâu thành chuỗi, không phải chỉ trong một lúc mà thành. Cũng như việc tích chứa đồ vật vào vật chứa, nếu siêng năng tích chứa, ắt có ngày sẽ đầy đủ, trọn vẹn. Nếu biến trễ không tích chứa, ắt chỉ được một phần, không thể chứa đầy trọn vẹn. Đó là một cách giải thích về sự khác biệt giữa một phần hay trọn vẹn. Lại nữa, ngày xưa có một cô gái đến chùa, muốn cúng dường nhưng không có nhiều tiền, chỉ còn vỏn vẹn hai đồng xu, liền mang ra cúng hết cho chùa. Vị tăng trụ trì thấy vậy, đích thân làm lễ sám hối cho cô. Nhờ công đức ấy, không lâu sau, cô được tuyển vào cung vua, thọ hưởng giàu sang phú quý. Cô lại viếng chùa, mang theo một ngàn lượng bạc đến cúng dường vị tăng trụ trì thấy vậy đích thân làm lễ sám hối cho cô nhờ công đức ấy không lâu sau cô được tuyển vào cung vua thọ hưởng giàu sang phú quý cô lại viếng chùa mang theo một ngàn lượng bạc đến cúng dường vị tăng trụ trì chỉ sai đồ chúng làm lễ hồi hướng rồi thôi cô ấy liền hỏi ngày trước con cúng dường chỉ có hai đồng xu thầy đích thân làm lễ sám hối cho con. Nay con cúng dường đến cả ngàn lượng bạc, mà thầy không tự thân làm lễ lễ hồi hướng là vì sao? Thầy trụ trì đáp, số tiền trước đây tuy ít, nhưng tâm cúng dường hết sức chân thành. Nếu lão tăng này không đích thân làm lễ sám hối, thì không xứng với công đức ấy. Nay số tiền cúng dường tuy nhiều, nhưng tâm cúng dường không được chí thiết như trước có người thay ta làm lễ sám cũng đã đủ rồi. Như thế, cúng dường một ngàn lượng bạc, nhưng thiếu tâm thành thì vẫn chỉ là việc thiện một phần, mà cúng dường chỉ hai đồng xu với tâm trí thành được xem là trọn vẹn. Lại xét chuyện chung ly truyền pháp luyện đan cho lã tổ, có thể biến sắc thành vàng. Lã tổ hỏi, cuối cùng rồi vàng có trở lại thành sắc không chung ly đáp sau năm trăm năm sẽ trở lại thành sắc lã tổ nói như vậy ắt sẽ làm hại người năm trăm năm sau tôi không muốn làm như vậy đâu chung ly nói người tu tiên nhất thiết phải tích chứa đủ ba ngàn công hạnh nhưng chỉ một lời này của ông đã trọn đủ ba ngàn công hạnh rồi đây cũng là một cách giải thích khác lại như người mang tài vật ra cứu giúp người khác bên trong không thấy có bản thân mình là người cứu giúp bên ngoài không thấy có người được cứu giúp khoảng giữa không thấy có tài vật được mang ra cứu giúp đó gọi là thấu suốt bản thể của người thí vật thí và kẻ nhận thí đều không thật cũng gọi là tâm thanh tịnh chuyên nhất được như vậy thì một đấu thóc cũng có thể gieo trồng công đức không bờ bến. Một đồng xu cũng có thể làm tiêu trừ tội lỗi trong ngàn kiếp. Nhưng nếu như tâm này chưa được rõ rang thanh tịnh, thì dẫu đến vạn vật vàng rồng mang làm việc thiện, phước đức vẫn không đầy đủ, trọn vẹn. Đây cũng là một cách giải thích khác. Như thế nào là lớn lao khác với nhỏ nhặt? Thuở xưa, vệ trọng đạt là một quan chức hàng lâm viện tự thấy mình bị bắt đưa đến âm ti diêm chúa sai thư lại trình lên những ghi chép thiện ác của trọng đạt đã làm ở dương gian khi so sánh thì thấy những ghi chép xấu ác quá nhiều bày ra choáng đầy cả sân còn việc thiện thì quá ít chỉ được ghi trên một mảnh lụa cuộn tròn lại nhỏ như chiếc đũa diêm chúa sai đặt tất cả lên hai bên đòn cân để so sánh nặng nhẹ hóa ra hết thảy những ghi chép xấu ác bày ra đầy sân kia lại nhẹ hơn cuộn giấy lụa ghi việc thiện cuộn lại chỉ nhỏ như chiếc đũa trọng đạt thưa hỏi tôi năm nay chưa đến bốn mươi tuổi sao có thể nhiều việc xấu ác đến như thế diêm chúa đáp một niệm tà vậy khởi lên đã là xấu ác không đợi đến lúc ông thực sự làm nhân đó trọng đạt lại hỏi xem trong cuộn giấy lụa kia ghi chép những gì diêm chúa đáp triều đình trước đây huy động rất nhiều dân công tu sửa cầu đá ở tam sơn ông có dân sớ can ngăn việc ấy trong đó ghi lại bản sớ của ông trọng đạt thắc mắc tuy tôi có can ngăn thật nhưng triều đình không nghe theo thì việc ấy nào có ích lợi gì làm sao lại có tác dụng mạnh mẽ hơn tất cả những điều xấu ác như vậy diêm chúa đáp triều đình tuy không nghe theo việc ấy nhưng một ý niệm của ông khởi lên vốn đã là vì lo lắng cho tất cả muôn dân nên được như vậy ví như triều đình chịu nghe theo ông thì tác dụng của việc thiện ấy lại càng mạnh mẽ hơn thế nữa cho nên nếu tâm niệm hướng về khắp cả muôn người thì dù việc thiện nhỏ cũng thành lớn lao nếu chỉ riêng lo cho bản thân mình tuy có làm nhiều việc thiện cũng chỉ xem là nhỏ nhặt như thế nào là khó khăn khác với dễ dàng các vị nho gia ngày trước dạy rằng muốn tự chế phục bản thân thì phải khởi đầu từ chỗ khó chế phục nhất khổng tử bàn về việc tu sửa đức nhân cũng nói phải khởi sự trước nhất từ chỗ khó muốn khởi đầu từ chỗ khó ắt phải học theo như ông họ thư ở giang tây bỏ ra cả hai năm lương bổng ít oi của mình để thay người khác nộp tiền phạt lên quan phủ giúp cho vợ chồng người ấy được khỏi cảnh chia lìa lại như ông họ trương ở hàm đan đem hết số tiền dành dụm khó nhọc trong 10 năm để thay người khác nộp tiền chuộc thân, cứu sống được vợ con người ấy. Những người như thế đều có thể buông bỏ được điều rất khó buông bỏ là quyền lợi của bản thân. Lại như ông già họ Cận ở trấn Giang, tuy tuổi già vẫn chưa có con nhưng không chấp nhận lấy một cô gái nhỏ tuổi làm thiếp mà trả lại cho gia đình người hàng xóm đó là những trường hợp nhẫn chịu được điều khó nhẫn chịu, nên cũng được trời ban phước sâu dày. Thông thường, những người giàu có, quyền thế, thì việc tạo công đức thật dễ dàng. Nhưng nếu dễ mà không chịu làm, đó là tự hủy hoại chính mình. Những người nghèo khổ muốn làm việc tạo phước đức đều rất khó khăn. Nhưng khó khăn mà có thể làm được, ấy mới là điều rất đáng quý việc tùy duyên cứu giúp người khác có muôn hình vạn trạng nhưng lượt nói theo những điểm đại cương thì có thể phân ra 10 loại một cùng người khác làm việc thiện hai giữ lòng yêu kính đối với người khác ba giúp thành tựu những điều tốt đẹp của người khác bốn khuyên bảo người khác làm việc thiện năm cứu người khi nguy cấp. 6. Khởi xướng, xây dựng những việc lợi ích lớn lao cho cộng đồng. 7. Bỏ tiền của làm việc tạo phước. 8. Ủng hộ và bảo vệ, giữ gìn chánh pháp. 9. Kính trọng các bậc tôn túc, trưởng thượng. 10. Khuyên người khác phải biết tôn trọng sự sống, thương yêu quý tiết mạng sống của muôn loài. 1. Thế nào là cùng người khác làm việc thiện? Thuở xưa vua Thuấn ở chỗ bến sông, nhìn thấy những người đánh cá đều tranh nhau chỗ nước sâu nhiều cá, khiến cho những người già yếu, không đủ sức tranh giành, phải bắt cá ở những nơi nước cạn, dòng chảy xiết. Vua Thuấn động lòng thương xót, liền đến nơi ấy cùng mọi người đánh bắt cá. Khi thấy những người có ý tranh giành, ngài che giấu việc xấu ấy chẳng nói gì đến khi thấy những người biết nhường nhịn người khác ngài hết lời ngợi khen tán dương rồi cũng làm theo giống như người ấy vua thuấn làm như vậy được một năm thì mọi người ở đó đều nhường nhịn cho nhau những chỗ nước sâu nhiều cá thông minh sáng suốt như vua thuấn nào có khó gì việc nói ra một lời dạy dỗ những người kia việc tốt nên làm thế mà ngài không dùng lời dạy dỗ lại dùng chính việc làm của tự thân để cảm hóa thay đổi người khác quả thật là một tấm lòng hiền lương thương người chấp nhận khó nhọc chúng ta sống vào đời suy mạc đừng lấy chỗ hay giỏi của mình mà lấn áp kẻ khác đừng lấy chỗ tốt đẹp của mình mà so sánh với kẻ khác để tự cho mình là hơn đừng cậy chỗ nhiều tài năng của mình mà gây khó cho người khác. Nên tự kiểm soát, không phô bày chỗ tài trí của bản thân, chỉ xem đó như hư huyễn không thật. Thấy người khác có chỗ lỗi lầm khiếm khuyết, nên bao dung mà che giấu giúp họ. Một mặt là tạo cơ hội cho họ có thể hối cải lỗi lầm, một mặt lại khiến họ có sự e dè kiên sợ, mà không dám buông thả phóng túng. Thấy người khác có chút ưu điểm nhỏ dùng được hoặc việc thiện nhỏ có thể chọn lấy thì lập tức từ bỏ chỗ chưa tốt của mình mà làm theo đó. Lại nên hết lời ngợi khen xưng tán, truyền rộng sự tốt đẹp ấy đến với nhiều người khác. Từ sáng đến tối, mỗi một lời nói, mỗi một việc làm đều không vì nghĩ đến bản thân hết thảy đều chỉ vì muôn người mà xây dựng cho thành nề nếp tốt đẹp chung đó chính là chỗ độ lượng của bậc đại nhân luôn vì lợi ích cho mọi người mà không nghĩ riêng cho bản thân mình hai thế nào là giữ lòng yêu kính người khác bậc quân tử với kẻ tiểu nhân nếu theo hình dáng bên ngoài mà xét thì rất dễ lẫn lộn chẳng khác nhau mấy nhưng chỉ duy nhất khi xét đến chỗ giữ lòng tu dưỡng thì thiện ác thật khác nhau rõ ràng phân biệt như trắng với đen không thể nhầm lẫn cho nên nói rằng bậc quân tử sở dĩ khác biệt với người tầm thường chỉ là ở chỗ giữ lòng tu dưỡng chỗ tu dưỡng của người quân tử chính là luôn giữ lòng thương yêu kính trọng đối với người khác nói chung trong muôn người ắt có kẻ thân thích người sơ giao kẻ quý hiển người hèn kém kẻ trí tuệ người ngu si kẻ hiền lương người hư hỏng phẩm chất cao thấp tốt xấu chẳng ai giống ai nhưng tất cả đều là đồng loại với ta cùng một bản thể như ta sao có thể không thương yêu kính trọng biết giữ lòng yêu kính muôn người đó chính là yêu kính thánh hiền có thể thấu hiểu được chí hướng của muôn người đó chính là thấu hiểu được chí hướng của bậc thánh hiền vì sao vậy vì chí hướng của bậc thánh hiền là mong muốn cho nơi nơi người người đều đạt được những điều họ mong muốn chúng ta thuận theo chí hướng đó mà thương yêu kính trọng, giúp cho muôn người đều được an ổn. Đó chính là vì các bậc thánh hiền mà mang lại sự an ổn cho người đời. 3. Thế nào là giúp thành tựu điều tốt đẹp của người khác? Khi ngọc còn trong quặng đá, mang vất bừa bãi, ắt chẳng có giá trị gì hơn viên ngói hòn sỏi nhưng nếu được mài dũa đúng cách ắt trở thành ngọc khuê ngọc chương quý giá vì thế khi thấy người khác làm được một việc thiện hoặc gặp người có chí hướng tốt đẹp hoặc tư chất có thể hướng thiện đều nên hết lòng dẫn dắt chỉ bày giúp cho người ấy thành tựu được những điều tốt đẹp hoặc vì người ấy mà ngợi khen trợ lực hoặc giúp sức duy trì những điều tốt đẹp. Nếu có ai vu khống người ấy, nên vì họ mà làm rõ, hoặc cùng chia sẻ nhận lấy những hủy bán công kích. Cần giúp sức cho đến khi người ấy được thành tựu vững vàng mới thôi.